Xin chào các bạn đến với bản tin thị trường và giá vàng của kênh Net Media CCTV. Hôm nay thứ Sáu ngày 27 tháng 12 năm 2019. Thị trường vàng trong nước chứng kiến ngày thứ ba liên tiếp tăng giá. Mức tăng trong khoảng từ 140.000 đến 220.000 đồng trên một lượng. Lúc 8 giờ 30 phút sáng nay, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết tại Hà Nội là 42.020.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 42.220.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng 140.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh được niêm yết là 42.020.000 đồng một lượng ở chiều mua vào, 42.300.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng 140.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 220.000 đồng ở chiều bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại Hà Nội là 42 triệu đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 42.340.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng 170.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 220.000 đồng ở chiều bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 42 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 42.320.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng 120.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 220.000 đồng ở chiều bán ra. Lúc 8 giờ 30 sáng nay ngày 27 tháng 12 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.510 đô la trên một ounce. Giá vàng giao tháng 2 năm 2020 trên sàn COMEX New York đứng ở mức 1.515 đô la trên một ounce. Tại thị trường Cà Mau, giá vàng hôm nay tiếp tục tăng trung bình từ 10 đến 20.000 đồng trên một chỉ. Đây là ngày thứ 3 chứng kiến giá vàng tăng liên tục. Hội Mỹ nghệ Kim Hoàng tỉnh Cà Mau công bố lúc 9 giờ, vàng SJC mua vào 4.200.000 đồng một chỉ, bán ra 4.237.000 đồng một chỉ. Vàng 24K mua vào 4.170.000 đồng một chỉ, bán ra 4.230.000 đồng một chỉ. Vàng 98% mua vào 4.110.000 đồng một chỉ, bán ra 4.170.000 đồng một chỉ. Sau đây mời các bạn tham khảo thêm thông tin giá vàng ở một số công ty. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 27 tháng 12 năm 2019 như sau. 1 đô la Mỹ bằng 23.169 Việt Nam đồng. Sau đây là tỷ giá mua bán tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước. 1 đô la Mỹ mua vào 23.175 Việt Nam đồng, bán ra 23.814 Việt Nam đồng. Đồng euro mua vào 24.947 Việt Nam đồng, bán ra 26.490 Việt Nam đồng. Yên Nhật mua vào 205 Việt Nam đồng, bán ra 218 Việt Nam đồng. Bảng Anh mua vào 29.208 Việt Nam đồng, bán ra 31.015 Việt Nam đồng. Phơ răng Thụy Sĩ mua vào 22.919 Việt Nam đồng, bán ra 24.336 Việt Nam đồng. Đô la Úc mua vào 15.608 Việt Nam đồng, bán ra 16.574 Việt Nam đồng. Đô la Canada mua vào 17.133 Việt Nam đồng, bán ra 18.193 Việt Nam đồng. Giá heo hơi hôm nay ngày 27 tháng 12 ghi nhận giảm nhẹ tại một số tỉnh miền Nam và miền Trung, còn lại tại miền Bắc tương đối ổn định. Hôm nay, tại miền Bắc, giá heo hơi ghi nhận giảm 1.000 đồng tại Hưng Yên, kéo giá heo xuống mức 94.000 đồng trên 1kg. Trong đó, mức giá cao nhất đang được giao dịch tại Ninh Bình và Hà Nam là 95.000 đồng trên 1kg. Còn lại, đa số đều giao dịch quanh mức 92.000 đồng đến 93.000 đồng trên 1kg.
tại thị trường miền Trung và Tây Nguyên sau nhiều ngày giữ giá để bằng miền Bắc, thì hôm nay ở Thanh Hóa và Nghệ An lại tạo khoảng cách lớn với miền Bắc khi giảm hai giá, đưa giá heo xuống còn 90.000 đồng trên 1 kg. Mức giá cao nhất ở khu vực này được ghi nhận tại Lâm Đồng với 92.000 đồng trên 1 kg, còn lại đa phần có mức giá từ 83.000 đến 88.000 đồng trên 1 kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất trong nước. Giá heo ở miền Nam giảm, theo đó giá heo tại An Giang, Cần Thơ và Kiên Giang giảm 2.000 đồng trên 1 kg, đưa giá xuống 88.000 đồng trên 1 kg. Mức giá cao nhất ở miền Nam vẫn được ghi nhận tại Trà Vinh là 96.000 đồng trên 1 kg, thấp hơn một chút là ở Đồng Nai với giá 95.000 đồng 1 kg, tại Tiền Giang 94.000 đồng trên 1 kg, Bến Tre 93.000 đồng trên 1 kg. Còn lại hầu hết đều giao dịch quanh mức 90 đến 92.000 đồng trên 1 kg. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin thị trường của kênh Net Media CCTV. Mời các bạn đăng ký kênh để nhận nhanh thông tin giá cả hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin thị trường vào ngày mai.